8 địa danh sở hữu nhiều công trình kiến trúc độc đáo, nhiều danh lam thắng cảnh hoặc các bãi biển đẹp cùng nhiều loại đặc sản vùng miền. Đó là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc, Hội An và Hạ Long. Đây là 8 địa danh được khách du lịch bình chọn là những điểm đến hàng đầu và là sự lựa chọn tối ưu cho các chuyến du lịch. Mỗi nơi đều có những nét riêng rất đặc trưng, từ kiến trúc, văn hóa, ẩm thực cho đến con người làm say lòng khách du lịch. Thành phố Hà Nội, thủ đô của Việt Nam thanh bình, thơ mộng và tuyệt đẹp trong từng nét kiến trúc cổ, từng con đường, góc phố. Có hai điều mà bất kỳ du khách nào cũng muốn thực hiện ở Hà Nội là thăm các danh thắng như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Hoàng Thành và thưởng thức ẩm thực phong phú, đa dạng của một trong những thành phố ẩm thực có tiếng của thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh, hòn ngọc viễn đông, thu hút du khách với vẻ nhộn nhịp tất bật vào ban ngày. Những khu chợ nổi tiếng, những công trình mang đậm nét kiến trúc Pháp, nơi đây còn gần như hội tụ các nền ẩm thực thế giới và các địa phương trên cả nước. Nếu những thành phố ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang với những bãi biển tuyệt đẹp thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế yêu thích khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, thì những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hội An lại làm say lòng những du khách yêu thích những công trình kiến trúc đặc trưng của từng thành phố. Những địa danh nổi tiếng này đã góp phần làm nên diện mạo của ngành du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đến với những địa danh này, du khách như được thấy đất nước Việt Nam thu nhỏ với những nét đặc trưng rất riêng của mỗi vùng miền.